Bình Dương là địa phương có sự phát triển vượt bậc trong thời gian vừa qua với các chỉ số ấn tượng như thu nhập bình quân đầu người đứng đầu cả nước với 8 triệu đồng một người một tháng, diện tích khu công nghiệp lớn nhất với 12.721 hectare, thu hút FDI đứng thứ hai với 40 tỷ USD, tỷ lệ đô thị hóa lên đến 82% và có đến 4 thành phố trực thuộc. Đến năm 2030, Bình Dương sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương với quy mô dân số lên đến 5 triệu người và là trung tâm kinh tế hàng đầu khu vực phía Nam. Theo chiến lược phát triển về hướng Bắc của Bình Dương, Phú Giáo nắm giữ nhiều tiềm năng vượt trội và được xem là tọa độ phát triển mới nhờ sở hữu vị trí chiến lược trên trục phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Phú Giáo, Thủ Dầu Một. Bên cạnh đó, Phú Giáo cũng sở hữu nhiều trục giao thông huyết mạch như DT741, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Phú Giáo, đường tạo lực Tân Uyên, Phú Giáo, Đồng Phú, vành đai 4, đại lộ Mỹ Phước, Tân Vạn. Từ đây di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh chỉ mất khoảng hơn 30 phút. Từ lợi thế này, Phú Giáo được định hướng đến năm 2030 sẽ trở thành thủ phủ công nghiệp mới của Bình Dương. Hàng chục khu công nghiệp thế hệ mới với tổng diện tích hàng ngàn hecta đang hoạt động nhộn nhịp tại đây như Tân Bình 1.000 hecta, V-Ship 2 mở rộng 1.700 hecta, V-Ship 3 hơn 1.000 hecta, đô thị đại học Cổng Xanh 630 hecta. Tọa lạc ngay vùng lõi công nghiệp phía Bắc Bình Dương, khu compound thông minh 5F Oriana do hệ thống 5F phát triển, nắm giữ nhiều ưu điểm vượt trội và được xem như trái tim kết nối giao thương xuyên suốt khu vực Bắc Bình Dương với miền Đông Nam Bộ. Theo quy hoạch, 5F Oriana bao gồm 4 phân khu: The Shopping Town, The Green Park, Boulevard District và The Melody với tổng diện tích 41,9 hecta. Dự án mang đến những trải nghiệm xứng tầm với tổ hợp hơn 20 tiện ích hiện đại gồm trung tâm thương mại Oriana Square, chợ Oriana Market, trường mầm non Sunrise, trường tiểu học Oriana School, trung tâm tiệc cưới Oriana Place, trung tâm y tế Victory, siêu thị 24 giờ Oriana Mart, hồ bơi 4 mùa Oriana Pool, khu thể thao đa năng Oriana Sport và nhất là công viên văn hóa Oriana được đầu tư như một điểm nhấn nổi bật, khẳng định đẳng cấp cho cư dân. Hệ thống tiện ích này được bố trí dày đặc, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập, mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe cũng như nhu cầu giao lưu kết nối của cư dân. Đặc biệt, 5F Oriana được đảm bảo an ninh tuyệt đối bởi 3 lớp bảo vệ chuyên nghiệp nhằm mang đến cho cư dân một cuộc sống thoải mái và bền vững nhất. So với các đô thị khác của Bình Dương, mặt bằng giá bất động sản Phú Giáo hiện nay đang khá tốt khi chỉ tương đương 2/3 của Bến Cát, Tân Uyên và bằng một nửa so với Thuận An, Dĩ An hay Thủ Dầu Một. Trong khi đó, Phú Giáo đang nhận được rất nhiều dự án đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị và chiến lược phát triển thần tốc trong thời gian tới. Trên thực tế, theo chân các doanh nghiệp nước ngoài như Lego, Pandora, gần đây khá nhiều nhà đầu tư vẫn đang đổ về Phú Giáo tìm kiếm cơ hội bỏ vốn vào bất động sản. Một trong những dự án được nhiều khách hàng đang quan tâm tại Phú Giáo là khu compound thông minh 5F Oriana, bởi ngoài vị trí tiềm năng còn được hỗ trợ nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán 348 triệu đồng là đã có thể sở hữu một sản phẩm không ngừng sinh lời. Bên cạnh đó, khách hàng còn được vay vốn ưu đãi lên đến 65%, ân hạn nợ gốc 18 tháng không tính lãi suất, trả góp 8 triệu đồng một tháng, đồng thời được đảm bảo lợi suất không thấp hơn lãi suất ngân hàng. Chưa hết, khách hàng còn có cơ hội nhận quà tặng khủng trong chương trình tri ân khách hàng của hệ thống 5F với tổng giá trị lên đến 19,8 tỷ đồng, bao gồm một xe Mercedes GLC 200, hai xe Toyota Camry 2.0 Q, 3 lô đất, 10 xe Honda SH150i, 15 xe Honda E-Blade 160. Đặc biệt, hệ thống 5F cam kết trong vòng 18 tháng, 5F Oriana sẽ xây dựng ít nhất 200 căn nhà và đạt 500 căn trong 48 tháng. Những lợi thế này lý giải vì sao 5F Oriana được đánh giá là một tuyệt phẩm an cư và đầu tư không thể bỏ lỡ tại Bình Dương trong năm 2023. Năm F
Oriana, một kết nối ngàn giá trị.